cho các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tham gia khóa học Facebook Marketing từ A đến Z tại hệ thống unica.vn. Thì để tham gia khóa học, các bạn vào trang web unica.vn, unica.vn. Thì trên đây thì các bạn sẽ thấy hai cái nút đăng nhập và đăng ký. Thì ở đây tôi hướng dẫn là trường hợp các bạn chưa có tài khoản thì mình có thể vào đây các bạn đăng ký. Thì nếu như thông thường các bạn có thể tự đăng ký, hoặc là nếu như mà thanh toán trực tiếp qua tôi thì tôi sẽ đăng ký và kích hoạt luôn cho các bạn. Thì ở đây các bạn nhập họ tên thôi. Email ở đây tôi dùng một cái email ảo ấy. Vì các bạn phải sau khi đăng ký xong thì các bạn nhớ vào kích hoạt email nhé. Path. Cái này không phải path của mail, các bạn cứ đặt path bất kỳ. Vậy thì đây thì hệ thống sẽ chuyển 5 giây khi mà các bạn chưa xác thực email. Thì các bạn vào đây, các bạn sẽ thấy được nhận được một cái email của iNet. Đây, các bạn tích vào đây. Và các bạn ấn vào đây để các bạn kích hoạt. Vậy là các bạn đã kích hoạt thành công cái tài khoản tại iNet để tham gia học. Chúc các bạn thành công.